xanh, đen, và đen. Bự thế này hả? Bự lắm. Giống như là cái ly vậy. Cái thét vậy. Bự ăn 2-3 cái là thét. Anh, nó có chiếc xe. Thèn nheo. Con lấy cái gì đó? Để nguyên cái dàn sườn, cái con bơ. Mấy cây giống như thế kia, trời, con bự này. Cái đồ mà thắng của nó đó, của mấy anh là nhỏ nhỏ phải không? Nó bằng làm dài. Bằng vô không hả? Nó bằng... Cái xe nó đụng mà dục rồi. Xe bị đụng mà khó sửa. Xe nó là ấy mà, xe nó... Đến nhiêu, bỏ ra. Bỏ ra. Ui, mất tiện đó. Thành nheo, no. Nhiều đi đâu, nhiều mình đi. Thành nheo, no. Ba, 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 ba. Đâu được, đi dùng nó đánh đâu. Trời ơi, đừng đưa cho Daniel ra, Ricky, đừng đưa cho Daniel con. Điện nhà cấm được. Ricky, Daniel, no, no, no. Mẹ nói no nghe. Ê Sương, Sương kế bên Ricky Daniel có cái đồ gắm điện rồi cất đi. No, đi đi. Chà, đây hay chà. Nè. Vào ngoài coi nè, gồng lên coi có con chuột không nè. Mượn ơi. Nó mượn nè. Mới cắt tóc hồi sáng này á. Tóc này dài dựng ngược lên vậy nè. Mới đè cắt sáng này. Mày nghe không? Cắt tóc ổng mà cụp luôn mẹ chừng sống. Hai đứa luôn kìa chứ phải một đứa đâu. Nhưng mà giờ con Daniel nó biết rồi, nó tránh được cái cây rồi, anh đừng lo. Nó đau là nó tránh à, nó tự đau, nó tự tránh rồi. Nhiều. Con mà chịu nhiều. Giọng bà. Nhiều. Nhiều, nhiều, nhiều. Nè nè nè, ngồi xuống đi, nè nè, ngồi xuống đi, nói đi. Bà xuống nè. À bà ngoại coi. À. Ừ. À bà ngoại coi, xoay qua à bà ngoại cái nữa. À bà ngoại đi. À bà ngoại đi. Mày trời. Rồi. Con tên gì? Tên gì? Nè nói đi, ai? Ai em gì? Con nói ai em hết kỳ. Ghê vậy. Thành nheo. Bây giờ mấy cái người kia mới chỗ đồ chơi. Hả? Mấy người mới chỗ đồ chơi. Ở khách sạn như đâu. Không thôi là chui vô cái nhà bé tí đó. Chạy ra ngoài đường. Gán vài năm nữa em đi làm nữa tính ha, Sương ha. Bây giờ. Bây giờ. Cười. Trời ơi, hả? Cái con nhỏ cái chân là đẳng như vậy nè. Biết chưa? Cái chân là bóp là kêu mẹ bú là bóp mà mẹ lì quá trời lì vậy. Nó nhột tùm lum hết à. Nó nhột kệ cha nó, cứ đè nó. Trời ơi, cha nó ngồi đó mà dám nói vậy mày. Bú là bóp nói đi nha không? Nha không? Bú là bóp liền, muốn nói vậy đó. Trùi con nhiêu đó à. Tôi là hả, là kiều nữ chân dài tới nách mà bà để cái chân tôi vậy à. Trời ơi, như công chúa ấy. Trời ơi, cổ đụng dầu à. Đụng vào nô, cơ bê, cơ bê. Nô nô. Giờ nói gì biết hết đó mày. Mày dành nó vớt kìa. Nheo dữ lắm á, vớt lại á không. Nghĩ sao mà bữa nó vớt con của bà Liên ta. Nó vớt nó khóc luôn miệng. Ai? Kỳ nè. Vớt bà Liên con bà. Con mà chị Liên đó, Liên hứa gì đó, Liên hứa. À vậy hả? Vớt nó hai ba lần nó khóc é é luôn đó bà. Sao thấy đút nước cho nhỏ uống mà. Đút nhưng mà vớt bà. Sao vớt vậy? À biết má. Một mình nó vớt nhỏ. Thằng nhóc nó cũng dễ thương lắm á. Nó hiền. Hiền lắm, ừ hiền queo à. Cháu bà Dương chơi em vớt con ta. Để tao đưa cái clip này tao quay xong đưa cho má nó để nó biết. Má nó đứng đó mà, má nói Ricky quýnh con bả mà.
Sao tự nhiên vớt con người ta dạ đại ca? Vít kề, tránh ra cái ổ điện, tránh ra đây với ngoại, với má hai. Đưa đây. Ừ, đi ra đây chơi, chơi đi đành nheo kìa. Chơi đành nheo kìa. Chơi đành nheo đi, chơi đành nheo kìa, chơi đành nheo kìa. Kìa đành nheo đâu? Đâu rồi, đây, nè, 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 chỉ nè, cái lưỡi đâu, cái lưỡi con nào, đó, cái lưỡi nè, nè, cái lưỡi đó hả, cái bụng đâu, bụng hả, đó, cái bụng đó hả, nè, thương mẹ để đâu nè, ui, đó, sit down, bị phạt, chết cha, sit down hả, chưa có bị phạt mà con, cái kì cái mẹ, nè, con thương mẹ để đâu, đào đó, thấy chưa, giỏi, giỏi chưa, họ sit down nữa, ủa, con chưa có bị phạt mà sao con bị sit down, con tự sit down luôn hả? À, nè, cái kỳ khoanh tao lại coi, cho mày coi, khoanh tao lại. Thấy chưa, giỏi lắm á, đi coi chị ơ. Đó, kiếm chỗ xích đào đó. Đó, xích đào đó. Chỉ cho xích đào á. Rồi coi cái ghế kìa là tự vô ngồi cho mày. Chỗ này là làm gì? Chỗ này tao phải để nước, ba mày để nước vô nè, chỗ này tao phải để nước. Chỗ đó để làm gì? Chỗ bị phạt mà chỗ đó làm gì nè, mày hỏi chỗ đó làm gì, chỗ đó con làm gì à, con làm gì đó, chỗ đó là chỗ bị phạt đó, rồi giờ không biết phạt gì. Ôi mẹ nó giờ đi, nó giờ lại à, trời ơi, ông bà đem nước về hả, là hả, chạy ra rinh, nó rinh vô á, mà không biết rinh nổi không mà cứ rinh hết. Ờ, con rinh rồi, qua đó đem, qua đó đâu. Kệ nó, anh nó không sao đâu. Ba nó, nó tự nãy giờ nó chui ra chui vô được mà. Không sao. Không sao. Không sao nha con. Không sao. Đâu, đâu chỗ nào? Đâu chỗ nào? Đâu, ố, cái đó ố. Sao là chỗ nào? Ố, đâu chỗ đó hả? Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi đó. Hung cái là hết rồi. Đụng vô hung rồi hết. Nè. Đó, đụng vô nè. Tình nhau cái chai đã có nước, cái chai không nước con lấy kè, chai đây có nước. Xuống sinh lấy chai không nước cho con đem nhau đi. Bên kia kìa. Nhưng mà rớt xuống giặt chân đó. Cho con nè. Vậy. Con đem nhau đặc biệt thích chai. Xích bình giống như bán xăng lậu vậy đó. Kìa hai anh em đi bán xăng lậu đi được rồi đó. Đem dẹp đi. Biết chỗ nào dẹp không? Biết chỗ nào dẹp cái này không? Đó, giỏi quá, biết cho dẹp à kìa. Biết, dẹp cũng biết mà phá cũng biết, nó vui à, thôi chứ buồn lấy chân đá xuống hết á. Nè, xanh thấy không? Nó phải gì nó mới chịu. Ừ. Đúng hàng nó mới chịu. Xém chút là xanh dương rồi.